chào mừng anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu và tiếp thị đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu ADC và có model là SS315 anh em nhé. Em này thì máy chạy điện là 100 và 120V, có công suất tiêu thụ là 12W, có kích thước ngang là 43.5, sâu là 24, cao 9,5cm. Sở hữu 20 cần chia đều cho hai kênh và có kết hợp thêm một cái đèn LED rất là đẹp. Như anh em đã biết thì mã SS315 này thì có hai mã, một mã là chạy điện 120V và một mã là chạy đa cầu điện. Thì hôm nay bên em về được em này là em xuất riêng cho thị trường Mỹ nên là chạy 120V anh em nhé, Made in Japan. Phía sau anh chị em nào cần ảnh nội thất thì có thể kết bạn Zalo, em gửi ảnh chi tiết cho anh em và số điện thoại là 0981 956 486 giúp em. Tất cả số điện thoại của bên em đều ghi sẵn trên bàn. Anh chị em mà cần ảnh nội thất thì cứ hãy kết bạn Zalo để em gửi ảnh và báo giá cho anh em. Em này thì cũng như bao em lọc xì khác của ADC cũng có 3 cổng kết nối đầu vào, 2 đường tiếp 1 và tiếp 2 và đường xua. Đấy, có tính năng REC này, đây là tính năng gọi cái cổng chuyển out ra của cái đường tiếp 1, tiếp 2 nhé. Nếu anh em không muốn sử dụng cái đường out của cái đường line ấy, thì anh em có thể là được cắm vào đường jack 1, jack 2 này, gọi cái đường này lên, nó lên. Còn đây là lọc tần số này, đây là tính năng trái phải. Đấy, rất là hay. Đây là tính năng test đầu cần này. Đây là tính năng gọi hai cái đèn nước, gọi đèn nước kênh trái kênh phải, volume này. Rất là dễ thôi. Tất cả các em lọc ADC thì thường là xên như nhau. ADC 315 và 315X khác nhau ở cái điểm là 315X thì có thêm hai cái volume to nhỏ nhé. Hiện 315X thì bên em cũng vừa mới cập bến được thêm một em nữa. Thì trong nay mai thôi, em sẽ tiếp tục em quẩy sinh, em dọn dẹp lại và em sẽ gửi đến anh em. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn đây là góc cạnh nhé, máy của em 315 này, máy rất là đẹp này. Một giá thì đợt này về thì nó có nhiều hơn trước một chút nhé, anh em quan tâm thì có thể đặt hàng giúp em. Sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 7,2 triệu anh em nhé. Đấy, anh em cố gắng là xem hết video thì sẽ có clip em sẽ báo giá cụ thể trên các sản phẩm. Đấy, nên là anh em cố gắng xem hết clip. Rất là nhiều các bác là chỉ xem đúng cái tiêu đề thôi và comment hỏi rất là nhiều giá rồi kích thước. Khi mà em đã làm clip này thì tất cả các thông số kỹ thuật của máy thì bên em đều có thể là thông báo hết cho anh em. Nhưng các em lọc xì Mỹ thì anh em đã biết là cái biên độ dao động của nó rất là rộng, hay anh em hay gọi là cái giải điều chỉnh của một cái cần này. Đấy, nó rất là rộng nhá, và độ cắt của nó thì cực kỳ là sạch nên là gần như là mất hết tiếng, anh em nghe đúng không ạ. Biên độ dao động của em này là đẹp tàn 15 decibel này, như các em hàng Nhật này, khác là 12 này, đó đây là 10 này, nên là cái tiếng của nó rất là lẩy nhá. Giải cũng khá là sâu, xuống 31.5 và lên đến cao nhất là 16.000 Hz. Em đang bán ra với giá là 7,2 triệu nhé. Bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ, code thì đặt cọc trước giúp em 10%. Được chưa?
anh chị em đang xem video thì hãy cho Hồng Nam Audio xin một lượt like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào đăng ký kênh màu đỏ và bấm chuông bên cạnh để được cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất của bên em xin cảm ơn rất là nhiều. Địa chỉ shop của em thì tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rẫy, Hà Nội. Anh em nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em để xem hàng và nghe thử sản phẩm. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo. Chào các bác.